Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Thị xã Phúc Yên tổ chức đêm giao lưu thơ nhạc chào mừng kỷ niệm 110 năm đô thị Phúc Yên, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và cờ thi đua của chính phủ. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Yên Lạc. Hoạt động ngoại khóa, sân chơi bổ ích cho học sinh trên địa bàn huyện Lập Thạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại Trung tâm Văn hóa thị xã Phúc Yên, Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên đã tổ chức chương trình đêm giao lưu thơ nhạc chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập đô thị Phúc Yên, 31 tháng 10 năm 1905, 31 tháng 10 năm 2015. Đón nhận huân chương lao động hạng nhì và cờ thi đua của chính phủ. Tới dự đêm giao lưu có đồng chí Vũ Việt Văn, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên. Trong đêm thơ nhạc, khán giả đã được giao lưu cùng 9 nhà thơ và 3 nhạc sĩ đã có những tác phẩm tiêu biểu viết về đất và người Phúc Yên, chia sẻ những tình cảm, tâm tư cũng như hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm. Họ gửi gắm trong từng vần thơ, từng giai điệu những tình cảm thiêng liêng, cao quý dành cho quê hương Phúc Yên yêu dấu. Trong đêm giao lưu, các nghệ sĩ, ca sĩ đã thể hiện 9 bài thơ, trong đó có 3 bài thơ đã được phổ nhạc. Đêm giao lưu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Phúc Yên. Thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức giải cầu lông chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự giải có 32 vận động viên đến từ các câu lạc bộ cầu lông của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các vận động viên được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm ở các nội dung đôi nam, đôi nam nữ. Trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến hết mình, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng với những đường cầu hay, những trận cầu gay cấn, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần quan trọng vào sự thành công của giải. Giải cầu lông là dịp để các vận động viên, các câu lạc bộ cầu lông gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời là sân chơi bổ ích, thúc đẩy và khơi dậy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, thiết thực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên đã tổ chức gặp mặt tuyên dương trao thưởng cho con em cán bộ khối Ủy ban nhân dân thị xã có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2014-2015. 25 em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi đã được tặng thưởng trong dịp này. Trong đó có 2 em đạt giải cấp quốc gia, 5 em đạt giải cấp tỉnh, 10 em đạt giải cấp thị xã và 8 em trúng tuyển kỳ thi đại học năm học 2014-2015. Tại buổi gặp mặt, ngành giáo dục và đào tạo thị xã đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời động viên các em tiếp tục cố gắng học tập tốt để giành những thành tích cao trong những năm tới. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khích lệ phong trào thi đua học tập của các em học sinh, góp phần khẳng định sự thành công và chất lượng của ngành giáo dục thị xã đang ngày một đi lên. Mới đây, Phòng khám đa khoa từ thiện Chùa Hà, thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức tư vấn hướng dẫn các bà mẹ đang nuôi con nhỏ về phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Tại buổi tư vấn, các bà mẹ đã được các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia hướng dẫn về phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ, phương pháp chăm sóc bảo vệ bé trong những năm đầu đời, đặc điểm phát triển của trẻ, vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ, vai trò của một số vitamin, khoáng chất với sự tăng trưởng và sức khỏe của trẻ, cách xử lý một số bệnh thông thường hay gặp ở trẻ. Thông qua buổi tư vấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức cho các bà mẹ về phương pháp chăm sóc, chế độ dinh dưỡng đúng cách, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện về tinh thần, thể chất và sức khỏe. Vụ đông năm 2015, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên được tỉnh lựa chọn thí điểm đưa ngô biến đổi gen NK66BTGT vào sản xuất với diện tích 15 ha và hỗ trợ 100% chi phí giống, 30% tiền thuốc trừ cỏ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc, so với giống ngô thông thường, ngô biến đổi gen có tính năng vượt trội là chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate và kháng sâu đục thân ngô. Cây ngô có khả năng chống chịu thuốc diệt cỏ nên cây khỏe mạnh và phát triển tốt. Hơn nữa, ngô biến đổi gen với tính năng chống sâu đục thân nên cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh, bắp ngô không bị sâu hại, cho năng suất cao. Tôi thấy như này, thì giống mà nảy mầm của nó thì
triển mạnh khi đem ra trồng thì cần phát triển rất là mạnh so với vùng hai tầng hộ, và khi chúng tôi ngâm trồng thì nó là mầm nó khỏe và tỷ lệ nảy mầm cũng là tốt, bộ rễ ra mạnh và so với thân cây cũng như thì là chiều cao cây thì là so với cây kia là cũng chiều cao cây phát triển tốt hơn, và bộ lá là phát triển là sẽ thẳng đứng, cho nên về tỷ lệ trồng thì mật độ sẽ được dày hơn, thì tôi tin chắc là năng suất sẽ cao hơn so với giống ngô thông thường. Xã Phú Xuân hiện đang trồng thí điểm 15 hectare giống ngô biến đổi gen NK66BTGT trên đồng đất một lúa một màu. Cùng thời gian gieo trồng, đến nay so với các diện tích ngô thường, cây ngô biến đổi gen lớn nhanh hơn. Theo đánh giá bước đầu của các hộ dân, ngô biến đổi gen mầm khỏe, cây sinh trưởng nhanh hơn giống ngô thông thường. Bộ rễ có độ bám, cây phát triển thẳng đứng. Bà con thường xuyên thăm đồng để theo dõi sự sinh trưởng phát triển của cây trồng. Dự kiến thời gian tới, ngô biến đổi gen sẽ được đưa vào sản xuất đại trà, tăng thêm thu nhập cho người nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất và phát triển chăn nuôi, huyện Yên Lạc đã tăng cường chỉ đạo 17 xã thị trấn, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2015. Toàn huyện Yên Lạc hiện có gần 8.000 con trâu, bò, 56.300 con lợn, trên 735.000 con gia cầm. Để đạt kế hoạch đề ra trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu các xã thị trấn thống kê số lượng đàn vật nuôi để đăng ký vaccine, tổ chức tiêm phòng triệt để, đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm phòng trên hệ thống truyền thanh cơ sở, để các hộ chăn nuôi nhận thức được tác dụng của việc tiêm phòng, từ đó tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác tiêm phòng. Trạm thú y huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã thị trấn tiêm phòng vaccine, đảm bảo thời gian, tiến độ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động giết mổ, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch. Tính đến thời điểm này, 17 trên 17 xã thị trấn trong huyện đã triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm. Yên Phương là xã có số lượng đàn gia súc gia cầm không nhiều, nhưng tỷ trọng trong chăn nuôi luôn chiếm trên 60% tỷ trọng sản xuất ngành nông nghiệp. Để giữ vững và phát triển đàn vật nuôi, xã đã kiện toàn ban chỉ đạo, đồng thời tổ chức họp các thôn, xóm, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn, xóm vào các hộ chăn nuôi để công tác tiêm phòng, trong đó khuyến cáo bà con nông dân hiểu rõ. Tiêm phòng là một trong những giải pháp quan trọng bảo vệ cho đàn vật nuôi, tránh những thiệt hại không đáng có do không được tiêm phòng đầy đủ. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 10, xã Yên Phương đã triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm và phấn đấu kết thúc trước ngày 15 tháng 10. Riêng đối với năm nay có đặc thù là sau ngày mùa, cho nên chúng tôi tổ chức là tiêm trâu bò là tập trung một vị trí của các bốn đàn. Còn riêng đối với đàn lợn nái và chó mèo thì chúng tôi xuống tự người gia đình để tiêm vì nó hơi bị phân tán. Và thời gian thì các ông chí chúng tôi sẽ bố trí tiếp tục đến sau ngày 15 thì chúng tôi chuyển sang công tác phun trùng, phun thuốc khử trùng tiêu độc cho toàn dân và khoảng trên 2.100 hộ. Trạm thú y huyện Yên Lạc đang tiếp tục kiểm tra, giám sát kết quả tiêm phòng, tình hình dịch bệnh trước và sau khi tiêm vaccine. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người chăn nuôi về công tác phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời vận động các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng trại chăn nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh, góp phần bảo vệ đàn gia súc gia cầm phát triển bền vững. Hoạt động ngoại khóa là một trong những sân chơi bổ ích giúp củng cố kiến thức cho học sinh, tạo cho các em niềm vui hứng thú, say mê với môn học hay và tìm hiểu về các vấn đề xã hội. Từ mục đích ý nghĩa đó, trong những năm qua, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lập Thạch luôn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa với nhiều chủ đề phong phú. Qua đó góp phần phát triển mạnh công tác đoàn đội ở trên địa bàn huyện, phản ánh của phóng viên Thanh Hương, Đài Truyền thanh Lập Thạch. Với mục đích tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh trên địa bàn huyện trong hoạt động ngoại khóa, giúp các em học sinh hào hứng trong học tập và tăng cường sức khỏe, phát triển kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm. Năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch tiếp tục phối hợp với huyện đoàn Lập Thạch, chỉ đạo trường tiểu học Liên Sơn tổ chức hoạt động ngoại khóa để làm điểm cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Thông qua các cái trò chơi dân gian, các cái hoạt động vui chơi ở trong trường tiểu học để rèn kỹ năng sống cũng như là các cái sự nhanh nhẹn cho các em học sinh.
để hoạt động ngoại khóa khiến môi trường học tập thêm thoải mái, không gây áp lực bài vở đối với học sinh. Trường Tiểu học Liên Sơn đã tổ chức hội chợ tuổi thơ. Chương trình hội chợ tuổi thơ này là sân chơi mới lạ. Trong hoạt động ngoại khóa, các em học sinh còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các bạn học sinh trong trường biểu diễn. Đường tham gia đấu giá các sản phẩm do chính tay thầy và trò của nhà trường tạo ra. Đường mua bán hàng và tham gia các trò chơi dân gian như bắt trạch trong chum, bịt mắt, bắt vịt, kéo co, nhảy ba bố. Trong cái ngày hội chợ tuổi thơ này, các em được trao đổi mua sắm. Từ đó là nhà trường đã hướng dẫn cho các em để các em có thêm được những cái kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mua bán, kỹ năng chia sẻ cùng với các bạn bè. Qua việc tham gia các hoạt động này, các em được trực tiếp làm ra sản phẩm từ việc tận dụng các phế liệu loại bỏ để làm ra bông hoa, cây cỏ thật đẹp và mới lạ. Các sản phẩm làm ra được trực tiếp đưa ra đấu giá đã thu hút được nhiều nhà hảo tâm doanh nghiệp mua với giá gấp 5 đến 6 lần giá trị ban đầu của sản phẩm làm ra đưa ra đấu giá. Số tiền bán được từ hội chợ tuổi thơ, nhà trường đã dùng vào việc mua sách vở và đồ dùng học tập tặng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Với những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó đã rèn cho các em trong trường học kỹ năng cuộc sống, tạo ra được thói quen tiết kiệm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Qua hoạt động ngoại khóa này thì là em được học nhiều kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mua bán và em rất thích những cái món đồ mà các bạn đã sáng tạo ra, bởi vì những món đồ đấy rất đẹp, rất tinh tế từ những đôi bàn tay của các bạn. Và em cảm thấy là hội chợ này rất có ý nghĩa bởi vì nó đã đóng góp một khoản tiền nhỏ nào đó vào để giúp đỡ các bạn nghèo khó khăn để các bạn có thể vượt khó. Các hoạt động ngoại khóa hội chợ tuổi thơ năm 2015 của trường Tiểu học Lễ Sơn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Qua đây, các em học sinh được rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tính toán, khéo tay, kỹ năng trao đổi, chia sẻ, đồng thời giúp các em phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy, giao lưu lành mạnh và tham gia tích cực, mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể, cùng nhau đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.